Em muốn mua một con về làm keo, mong anh tư vấn. Rồi ok bạn nhé. Đây là cái dòng máy chúng ta có thể là khai thác keo rất là tốt. Đó là ví dụ như là anh em ở khu vực ngoài Bắc á, thì thiên về cái dòng hu nhiều hơn. Thì anh em có dòng 353 và 365. Thì 353 đây là những cái dòng 353 chính hãng. Còn 365 hiện tại mình đang hết hàng nha. Còn nếu mà anh em muốn làm ở dòng Estin thì có hai dòng, đó là Estin MS250 và Estin MS260. Những cái dòng này thì nó là tầm trung. Đó, ba con này thì nó ở cái phần phân khúc gọi là xem như nhau. Còn cái con 382 bên kia thì nó sẽ hơi lớn. Nếu như anh em làm keo thì cũng được. Khu vực Tây Nguyên tụi mình thì anh em làm keo thì toàn bộ là anh em làm 382 hết. Đó, 382 và những cái dòng máy này. Đó, anh em thấy không? Những cái dòng máy này thì giá của nó thì những cái con này như con này và cái con kia thì nó khoảng tầm trên 10. Còn những cái con như con này và cái con 353 thì nó sẽ bên dưới 10. Dưới 10 thì những cái con này là cái con hiện tại là đang giá tốt nhất để làm keo được. Thì anh em thấy là có rất là nhiều anh em mua hàng của mình về làm keo á. Anh em xem ở những cái comment ở những cái bài trước thì anh em sẽ thấy là rất là nhiều anh em mua về làm keo rất là tốt luôn nha. Dòng 250 này đó, giá cũng rất là tốt và máy rất là ok luôn. Và trong cái quá trình anh em mua hàng và sử dụng hàng bên mình á, thì có rất là nhiều cái thắc mắc anh em được được mình giải đáp cho, tức là làm như thế nào để cho cái máy nó xài ổn định hơn, và làm như thế nào cho cái máy nó tốt, và làm như thế nào để dùng bền mà không bị mắc lỗi. Thì đây là những cái thắc mắc rất là cơ bản của anh em luôn. Ở những dòng 250 như thế này á, thì anh em thường hay thấy là nó sẽ giật khá là nặng, giống như những cái video trước mình có chia sẻ. Thì mình khi mà giao máy cho anh em thì mình sẽ cố gắng là nâng cấp cái phần chụp giật lên cho anh em để anh em có thể là giật nó bền hơn. Và cái cách giật như thế nào thì mình đã hướng dẫn cho anh em rồi. Và trong cái đợt này thì mình có lên lam xích chuông chó cho anh em 4 món ăn chơi cho cái dòng Estin MS250 này. Giá cũng khá là tốt nha. Còn Estin MS260 này thì đi theo nó thì nó đã có tích hợp sẵn là một cái lam Latin và xích là xích 325, chuông là chuông trái khế. Nếu anh em nào có nhu cầu thì mình sẽ lên chuông lên xích cho anh em luôn nhé, lên chuông lên xích cho anh em. Giá của con này thì nó hơn 10 đồng á. Đó, còn như những cái con 353 như thế này thì giá nó dưới 10, nó cụ thể thì nó khoảng tầm 8 và trên 8, trên dưới 8 nhá. Còn những cái con 382 này thì nó trên dưới 11. Đó, giá cụ thể như nào thì anh em cứ liên hệ với mình. Còn nói chung là tất cả đây là hàng chính hãng. Vừa rồi mình có nhận được một cái comment của các bạn, cái bạn kia là mình hướng dẫn cái giật cái máy này, bạn ấy vào bạn ấy nói là China, xin lỗi bạn luôn, là ở nhà mình đây thì chả có cái con máy nào nó nhái cả, thật sự các bạn là như thế. Bán hàng thì vào comment thì nói chung là kệ, là người ta có cái miệng người ta nói, nhưng mà mình không không có, nói chung là không có bán những cái hàng đó. Còn tất cả đây, còn China hay không thì bạn nhìn vào cái số series và những cái tem ở trên này nhá. Tem ở trên này, nếu như cái hàng này mà là hàng không phải Brazil mà nó dán vào Brazil thì bên tức là nó là làm đang làm nhái đúng không? Đó. Và nhái thì bên quản lý thị trường họ đập bẹp luôn. Thật sự với bạn là như thế. Còn cái con máy mà mua hàng bên mình á thì bạn yên tâm là tất cả đều ở đây đều là hàng chính hãng. Và có những cái món gì các bạn cần trao đổi thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0947 207718. Còn nếu mà anh em mà đi khai thác keo thì anh em có thể là lựa chọn bất kỳ một con máy nào trong số 4 con máy này, thiếu một con 365 nữa. 365 thì nó cũng nặng, nặng ngang ngửa với một con 382 như thế kia, hoặc có thậm chí nó còn nặng hơn nữa. Đó. Còn để nói về mạnh nhất thì con 382 sẽ là mạnh nhất, xếp đầu và hai con này cùng phân khúc. Và cuối cùng là con này. Con này thì là 46, con này 50. Đó, con này 50 và con kia nữa. Hai con này xem ngang ngang nhau. Có con này thì nó công suất nó hụt hơn một chút xíu, nhưng mà cái con máy này để mà so thì nó công suất mà đi làm thì con này và con 353 nó sẽ không thua nhau đâu mọi người nhé, ngang ngửa với nhau. Ưu điểm của dòng Estin đó là côn nó úp vào bên trong, đồng tiền nó ra bên ngoài. Thì những cái như vậy á, thì nó sẽ làm cho cái côn cốt rên bậc đạn bi á, nó sẽ nằm thu hẹp ở bên trong, làm cho cái thành máy này như thế này nó sẽ rút gọn lại. Đó, rút gọn lại. Anh em thấy là đa phần những cái dòng Estin như thế này, dòng đời mới thì nó sẽ là côn úp vào trong, còn dòng 353 thì nó lại côn ngửa ra ngoài.
Và 353 thì được một cái là nó tích hợp sẵn cái lam Latin. Tích hợp sẵn lam Latin, anh em mua hàng 353 thì không phải nâng cấp cái gì hết, để nguyên như vậy là chạy thôi. Nếu mà có nâng cấp thì anh em chỉ cần nâng cấp cái phần xích và cái phần đồng tiền thôi. Xích và đồng tiền, còn chuông thì giữ nguyên, nâng cấp lên cái phần xích và đồng tiền giống của 365 vậy là anh em chạy. Tại vì cái lam này nó đã sử dụng được tất cả các loại xích rồi. Còn 382 thì nó là một cái con máy mà full option rồi. Đó. Lam Latin xích lớn chuông đồng tiền, nó giống như 365 này. Và được một cái là Estin thì nó lại sử dụng có những cái lam 5 6 7 8 đó, 9 thì có thể là thích hợp vào cái phần lam nào thì anh em sẽ sử dụng cái lam đó. Đó, còn Hu thì nó lại chỉ sử dụng lam từ 5 5 60 trở lên thôi. Chứ nó lại không có 5 5. Đó. Lam 55 trở lên. Ví dụ như con này nó đang sử dụng lam 55. Còn 365 thì nó sử dụng lam 6. Đó, 6 7 8. Đó. Cái khó khăn ở dòng 365 là khi anh em muốn sử dụng lam ngắn để đi khai thác keo thì lại phải dùng lam của Estin như thế này, gắn một cái lam Estin như thế này. Và cái cách gắn như thế nào thì mình đã có những video rất là làm rất là rõ cho anh em rồi, giải đáp cái thắc mắc đó anh em cứ xem ở trong kênh của mình là thấy nhá. Lam của Gemini thì nó sẽ có một cái ưu điểm đó là nó chạy được chân V3. V3 thì nó sẽ rất là nhẹ máy. Chân V3 thì nhẹ máy và cắt nó rất là thoáng, thoát mạnh. Đó. Còn nếu như mà sử dụng xích của Hu thì anh em sẽ phải dùng cái lam Brazil. Lam Brazil thì cái chân này nó sẽ rộng hơn. Có thể dùng xích vuông của Huna được. Đó. Rồi ok anh em nhé. Đó là cái trả lời thắc mắc của anh em. Và anh em lưu ý là trong cái đợt này bên mình đang có chương trình chuyên khách hàng trong cái nhân dịp cuối năm. Anh chị em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0947207718 hoặc là 0941797478 nhé. Rồi cảm ơn anh em, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đừng quên like và đăng ký kênh giúp tỏi với bạn nhé.